Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanctity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cấp địa chỉ IP tương ứng địa chỉ MAC trên Swift Juniper. Trong thực tế thì có nhiều trường hợp mà chúng ta muốn một máy client hoặc server nào đó luôn nhận một IP cố định, nhưng mà không muốn đặt IP thủ công trên các máy đó thì chúng ta sẽ cấu hình trên DHCP server để cấp cho client. Ví dụ như một client có địa chỉ MAC là a.a.a sẽ luôn nhận một IP là 10.10.10.10 chẳng hạn. Khi đó thì IP này sẽ bị loại bỏ ra khỏi DHCP và không cấp cho client khác. Tính năng này trên Swift Juniper được gọi là Static Binding. Còn trên các thiết bị khác thì có nhiều cách gọi khác nhau. Ví dụ như là IP MAC Binding, by IP to MAC, DHCP Binding, tùy cách gọi của chúng ta như thế nào thôi. Ok, mình đang sử dụng một Swift Juniper EX2300. Trên switch thì mình đã tạo hai DHCP pool cho VLAN 10 và 20. IP thì mình đang cấp cho client từ 20 cho đến 200. Mình sẽ cắm laptop của mình vào VLAN 10. Máy tính đã nhận IP 192.168.10.21 từ DHCP. Các bạn cũng có thể xem địa chỉ MAC của máy tính ở đây, nó chính là physical address này. Trên switch để kiểm tra thì các bạn có thể show DHCP server binding. Đây là laptop của mình. Để nhanh thì các bạn có thể cho các máy nhận IP động rồi copy địa chỉ MAC ra cho nhanh. Mình sẽ copy địa chỉ MAC của laptop ra Notepad. Bây giờ thì mình sẽ cấu hình static binding sao cho máy tính của mình chỉ nhận IP 192.168.10.100 khi mà kết nối với VLAN 10. Để định nghĩa một static binding, các bạn vẫn vào mode cấu hình DHCP pool tương ứng với IP cần cấp, như trong ví dụ của mình là pool VLAN 10 pool. Phần cấu hình DHCP pool thì mình đã có video hướng dẫn rồi, cho nên bạn nào mà chưa nắm được thì có thể tham khảo ở trên Sanctity Shop channel nhé. Trong Family INET, các bạn chọn Option Host và đặt tên cho host này. Sau đó định nghĩa Hardware Address là địa chỉ MAC, còn IP Address là IP sẽ được cấp cho client. Các bạn nhớ phải commit để câu lệnh có hiệu lực nhé. Giờ mình sẽ để máy tính nhận lại IP. Các bạn có thể thấy là máy tính của mình đã nhận đúng IP 192.168.10.100. Các bạn có thể tạo bao nhiêu static binding cũng được. Mỗi client sẽ tương ứng với một hostname, sau đó chỉ định địa chỉ MAC và IP address là được. Có một số trường hợp khi mà các bạn cấu hình xong máy tính vẫn nhận lại IP cũ mà không phải IP mà các bạn đã cấu hình. Nếu mà các bạn gặp trường hợp này thì có thể sử dụng lệnh clear DHCP server binding trên switch để switch xóa các bản ghi DHCP đi nhé. Sau đó các bạn để máy tính nhận lại IP là được. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình tính năng static binding trên Swift Juniper.
Nếu mà các bạn gặp khó khăn gì trong quá trình thực hiện thì có thể comment bên dưới video để mọi người cùng nhau khắc phục nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.